rồi. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay trường mé hai cây bạch đằng này, hai bạch đằng này bự lắm các bạn, bự mà cao đó. Ghê không các bạn, trường chỉ mé bằng cây rựa thôi đó, nó bén ghê không? Ngã các bạn ơi, đó, ngã các bạn ơi. Không sao đâu, quất luôn, không có dính đâu vậy, nằm trên bờ cho rồi. Rồi. Vậy là đã xong một cây chờ chuyển qua cái cây bự kia luôn rồi. Thank you.
Đang leo lên nữa các bạn, lên trên cái tới cái bao trên không. Sau đó lên chỗ cái tay là dịch nó ngồi đó lắm, mấy cái nhỏ nhỏ nó bự quá. Nó rơi xuống hầm lôi không nổi rồi. Quá cao luôn các bạn. Xuống hầm hết trơn rồi trời ơi. Lôi chứ. Mót tự nhánh luôn á. Còn kia bỏ ha. Đạn má có phái chậm đượm hơn. Trời ơi, cái tình cái cây đụng má sâu không. Ăn trụ lá rồi. Đó luôn rồi bên cạnh giật cái nhánh đẩy vô không giật. Giờ không được, nó nặng, nó ghê, độ ghê quá bự, nó nặng mạnh quá, nó không được. Dính áo rồi. Dính cái áo. Anh chống đặc biệt 4 tỷ đó mà anh mua cái miếng đất đó, anh cắt anh làm vườn, lập vườn. 4 tỷ còn 3 tỷ giống nhau. Phải không? 2 tấm. 2 tấm 3 tỷ mấy, 3 tỷ 6. Lại có 20% hả? 10% à. 10%, đúng rồi, thì 2 tỷ thì 20%. Thì 4 tỷ thì 40% phải không? 10% đó. Không có. 10% hỏi ai? 3 tỷ 6. 3 tỷ 6. Anh chơi cái máy cài bành kia luôn, anh mua vậy anh đánh dòm không, anh không cài mướn ai chứ, anh để đó tại anh ham mê vô đó, mấy trăm triệu mà bỏ đâu mà không chơi. Mua 55 tấm 18 tụ mới 50 bao cuộc để đó chỗ 24 18 không có một cái chuyến luôn, một chuyến đặc biệt 18 55 tấm về tới con tao. Cái gì điện này, nó còn giữ nữa. Đứng đó búp luôn đi, khỏi lên. Rồi vậy là đã xong cái đọt các bạn ơi. Nó phải chịu rồi, nó làm gì khỏi được, tại nó ngã còn hầm quá hầm.
Nó đó là lấy bự lại mình cãi. Rồi đầu hạ gốc bự các bạn, hạ gốc bự đập bự à. Đó. Rồi vậy là đã gọn cây các bạn, còn cây nữa các bạn ơi, cây này nó được xong kết thúc video rồi luôn các bạn. Vậy là xong, vậy là mấy kết thúc video này các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Bye nha.